Có thể nói rằng sự trở lại của Việt Nam International Fashion Week 2016 đó là một sự thành công, là một sự khẳng định vị thế trong làng thời trang Việt Nam. Với Việt Nam International Fashion Week Xuân Hè 2016, Hồng Hà muốn đưa đến những cái gì màu sắc hơn, tự nhiên hơn. Vẫn là một cô gái thanh lịch ngoài những cung bậc hoàn toàn khác nhau. Và tên bộ sưu tập có tên là Nàng. Đối Hoàng Minh Hà, nàng là một con người cụ thể, là một tâm hồn cụ thể, là một cảm xúc cụ thể hoàn toàn. Bộ sưu tập lần này Hoàng Minh Hà hướng đến với những chất liệu vẫn là không da, bằng chất liệu trong chiffon và xử lý kỹ thuật thủ công. Hoàng Minh Hà trông đợi từng ngày, khao khát từng ngày để được trở lại trên sàn diễn của Việt Nam International Fashion Week 2016. Hôm nay sẽ luôn làm cho các cô gái trở nên đẹp hơn, lộng lẫy hơn, thanh lịch hơn.